Sáng nay ngày 19 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Tre trao tặng. Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre Lê Công Thành, giám đốc Agribank chi nhánh Bến Tre Vũ Hồng Dụ tham dự. Số tiền ủng hộ của Ariben cho nhánh Bến Tre là 1 tỷ 235 triệu 800 ngàn đồng nhằm hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ariben cho nhánh Bến Tre là một trong các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, đã có sự chung tay đóng góp lớn trong phòng chống dịch COVID-19, quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, bí thư đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao thư cảm ơn Ariben đến Bến Tre và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, viên chức của ngân hàng, mong muốn đơn vị tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa, giúp tỉnh nhà vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.